chào các cô chú đã đến với ngôi nhà của Lâm An và Zoe. À, Lâm An thì vô thì chào cô chú nào. Vô đây, hello. Chào cô chú với các bạn đang xem vlog của mẹ Quỳnh Anh, cũng như là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về ngôi nhà mới của chúng mình nhá. Các chị đồng ý không? Và ngôi nhà mới của chúng mình có những gì thì bây giờ Zoe và các bạn Lâm An sẽ dẫn các cô chú đi một vòng nhá. Hai chị đang xem Coco Melon của em kìa. Ôi trời ơi. Zoe, bây giờ nha, mẹ sẽ phải giới thiệu với cô chú một vài những cái điều xung quanh ngôi nhà của chúng mình. Cho nên là Zoe sẽ ngồi đi chơi với cả hai chị nha. Bây giờ Quỳnh Anh sẽ khoe với mọi người về căn bếp yêu thích của Quỳnh Anh đây nha. Khi mà Quỳnh Anh chụp tấm hình của căn bếp này lên trên Facebook của mình thì có rất là nhiều những chị em phụ nữ, những người đam mê chuyện bếp núc, đam mê nữ công gia chánh và cũng có cái sở thích mà mời khách đến nhà giống như Quỳnh Anh, thì cũng có hỏi rất là nhiều về căn bếp này luôn, rằng là ai là người thiết kế này, rồi tông màu thì rất là xinh, hay là các bạn ấy nói là mình sử dụng chất liệu gỗ gì, hay là mình sử dụng những ray bản lề như thế nào, thì ngày hôm nay Quỳnh cũng sẽ chia sẻ hết với mọi người. Thứ nhất là đây là cái chiều dài của cái đảo bếp. Đây, trời ơi, với cái chiều dài như thế này thì mình có thể tha hồ để máy móc. Nhưng mà thường thường thì Quỳnh cũng sẽ không trưng những cái chiếc máy cố định ở đây đâu. Bởi vì thực sự là mình cũng muốn cái sự gọn gàng á. Cho nên là mình sẽ để một chiếc bình nước siêu tốc ở đây thôi. Khi nào mà mình nấu cơm điện thì mình mới đặt cái nồi cơm điện lên. Hoặc là khi nào mà mình xay sinh tố hay là mình ép nước quả thì mình cũng sẽ mang máy ra rồi mình rửa xong mình lại cất gọn vô. Bởi vì Quỳnh có một cái ngăn tủ rất là gọn như thế này để có thể để các loại máy yêu thích của mình. Bởi vì là mình cũng là một trong những cái người mà thích được uống nước ép trái cây mà mình tự tay mình ép này. Hoặc là buổi sáng có uống sinh tố thay cho bữa sáng thì mình cũng thích là người tự làm cho mình uống. Bởi vì thực sự Quỳnh bắt đầu đã có một cái thói quen là buổi sáng thức dậy thì thường thường sẽ không ăn phở bún miến trước đây nữa, rất là hạn chế, vẫn có mỗi khi thèm. Nhưng mà thường thường thì đều đặn Quỳnh cũng sẽ uống một ly sinh tố vào buổi sáng. Quỳnh xay cho cả nhà, khi thì sinh tố thanh long hoặc là khi thì sinh tố bơ với xoài. Sau đó mình rắc một chút xíu ngũ cốc on top để có thể làm cho khiến cho bữa sáng của mình nó cũng đủ chất và cũng không có cảm thấy đói gì hết nữa. Rồi thì nước ép thì cũng có rất là nhiều những cái loại nước ép mà Quỳnh cũng muốn tự tay là người thực hiện cho các con của mình cũng như là ông bà của các bé lâu lâu sang đi chơi. Về tiện nghi của căn bếp này, thực sự khi mà mọi người quan sát thì mọi người cũng thấy là Quỳnh là một người muốn gần như là gọn gàng, cái sự gọn gàng là sự ưu tiên, cho nên là tất cả đồ nghề Quỳnh cũng không có trưng bày ra ngoài nhiều. Mọi thứ được giấu ở bên trong ngăn bếp hết. Thì đây, anh sẽ bật đèn để khoe với mọi người. Và đây là cái chiếc tủ mà anh cảm thấy rất là yêu thích. Bởi vì nó vẫn có thể kín đáo, chứa được rất là nhiều những món đồ bí mật bên trong đấy. Nhưng mà nhìn từ phía ngoài vào thì nó lại không hề có cảm giác bừa bộn đúng không mọi người? Ví dụ như là ở bên đây thì Quỳnh sẽ đựng những chiếc ly pha lê để uống nước. Ở phía trên là những chiếc ly rượu vang dành cho những buổi tiệc tùng cùng với bạn bè. Mình cũng cảm giác rất là lung linh. Mọi người thấy là khi mà sử dụng mình sẽ khoe sử dụng cái bản lề có tên là plum này á, khiến cho cái việc mà mở ra rồi đóng vào của mình á rất là nhẹ nhàng, thấy không? Và đây là một chiếc máy sấy mà Quỳnh có thể sử dụng để sấy những cái món đồ mà rửa xong rồi bỏ vô để sấy nhanh cho cái việc sử dụng kịp thời luôn. Bởi vì là
đã có cái máy rửa chén ở đây rồi thì khi mà mình ăn cơm xong hoặc là khi nhà mình có tiệc mà cần phải dùng nhiều chén đĩa thì đây sẽ là cái trợ thủ đắc lực cho mình trong cái việc mà rửa chén bát và sấy bát. Và các mẹ thường hay nói rằng là nhà mà có trẻ con, đông con cũng như hay có phải dùng bát đĩa nhiều ấy mà có máy rửa chén thì đúng là chân ái của cuộc đời. Quánh cũng thấy là như vậy. Thế nhưng mà khi mà cần phải rửa cái gì và cần phải sấy ngay thì Quánh thường yêu thích em máy sấy cơ động này bởi vì thực sự là rất là nhỏ gọn, xinh, nhanh và rất là tiện. Đó, còn đây là chiếc bếp điện. Tại sao Quánh cũng vẫn cứ thích là mình đã có bếp điện rồi thì lại có cả bếp ga. Lúc trước thì khi mà làm căn nhà này á, Quánh cùng với ba của Joey cũng có tranh luận với nhau rằng là ba của Joey thì thích là bếp điện không thôi. Nhưng mà với thói quen từ trước đây bằng cái kinh nghiệm của mình ấy thì mình vẫn muốn là phải có một chiếc bếp ga để làm gì? Để khi mà nhà mất điện chẳng hạn thì sẽ có bếp ga phục vụ cho mình. Cho nên là Quánh chọn một cái bếp ga một thôi để cho cái không gian của cái phần bếp ga này sẽ có thể đun được một bếp và dùng cho những cái nồi mà hầm thật là bự để cho nó không có bị chật chội. Bởi vì trước đây Quánh đã dùng là hai cái mặt bếp ga cùng một chỗ thì cảm thấy nó hơi bất tiện một chút xíu. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà có tìm mua những cái chiếc bếp mà kết hợp giữa điện và ga thì mọi người cũng hãy lưu ý là mình chỉ cần cái nhu cầu là hai cái mặt bếp điện và một mặt bếp ga là cũng đã đủ xài rồi. Rồi, sơ sơ một chút xíu với mọi người. Và bây giờ thì Quánh sẽ khoe với mọi người chiếc ngăn kéo thần thánh này nha. À, camera có thể sang bên đây để có thể quay cho mọi người thấy rõ hơn. Như chúng ta thấy, đó, bây giờ mình mở ra nè. Xong rồi mình đóng vào này. Rất là nhẹ nhàng đúng không? Quánh rất là sợ cái cảm giác mà khi mà dùng ngăn kéo ấy, mở ra xong rồi phải đẩy mãi mà đẩy thật là nặng, tay nó cũng chưa vào nên mình chỉ cần ẩn nhẹ một chút xíu thôi. Nó đã tự khép kín vô rồi. Và ở phía dưới nó cũng như thế. Đó. À, rất là nhẹ nhàng. Và điều này thật với mọi người là không thể phủ nhận là chỉ có hiện giờ khi mà Quánh đã trải nghiệm qua rất là nhiều căn nhà, Quánh đã sử dụng rất là nhiều loại ray, cũng có những loại ray rất là tốt. Nhưng thực chất thì Plum đến bây giờ đối với Quỳnh Anh, Quỳnh khẳng định một điều vẫn là số 1 vì cái sự nhẹ nhàng của chiếc ray đó. Và đây là ngăn kéo trong ngăn kéo. Đây là lần đầu tiên Quỳnh thiết kế cho ngôi nhà của mình. Tức là có nghĩa trước đây khi mà mình làm cái ngăn kéo như vậy thì mình chỉ làm đúng một cái ngăn kéo, một cái không gian để mình có thể chứa đựng bát thôi, đúng không? Nhưng mà mình tiết kiệm không gian, đúng không? Mình sẽ lại làm một cái ngăn kéo nữa để mình có thể đựng được đũa, muỗng này, nĩa này. Thậm chí là mình sẽ có cả một cái khay dao ở trong đây nữa. Coi như là đây là một sáng kiến rất là hay từ phía Plum. Đây, ngăn chia của chúng ta nhá. Chúng ta có cả một cái ngăn chia như thế này để có thể đựng đĩa này. Ở đây nhá. Thì đó, mọi người thấy không? Cái này này, ngăn chia đấy, cái khung để mình đựng đĩa này. Rồi ở trên đây Quánh còn có cả cái khay để đựng dao nữa. Bởi vì nhà có em bé cho nên là nếu như mà mình không có biết cách đặt dao vào đúng chỗ ấy, thì thường thường sẽ mang đến cái sự nguy hiểm, thiếu cái sự an toàn dành cho các con của mình. Cho nên là mình cũng order một cái chiếc khay đựng dao từ Plum như mọi người thấy. Đây, chiếc khay rất là gọn gàng. Rồi, như vậy là đây là khu vực dành cho để chén, đĩa, muỗng, đũa và dao cùng với những cái ngăn chia cũng như là cái bản lề quá tuyệt vời từ Plum để mình có thể đẩy vô một cách rất là nhẹ nhàng. Bây giờ là đến màn giới thiệu một chiếc tủ thần thánh của ba mẹ con mình. Không chỉ là phục vụ cho cái nhu cầu bếp núc của Quỳnh Anh đâu, đây là một cái chiếc tủ mà phục vụ cho cả Lâm An. Bởi vì rằng là cái phải nói như nào nhỉ, công nhận không, nhu cầu ăn vặt của các con cũng tương đối nhiều á. Nếu mà không có cái chiếc tủ này chắc là mẹ không thể nào mà chứa hết những cái món đồ ăn vặt của các con được. Bên trong tủ này có cái gì nhỉ chị Ba nhỉ? Chị Ba khoe mọi người không? Máy snack. Có gì nữa?
Có bánh quy không? Dạ có. Có sữa không? Dạ có. Có gì nữa? Có cả mì gói. Thật ra đây là một cái chiếc tủ thần thánh nè. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các cô xem là các cô có mê cái tủ như thế này không nhé. Mình thực sự là ngăn bếp của mình á, nó có gọn gàng hay không ấy, một phần là cũng nhờ vào cái chiếc tủ mà nó có thể là có cái quyền năng khủng khiếp là đựng tất cả mọi thứ, nhưng mà cũng rất là gọn gàng. Ok, bây giờ An Lâm mở rộng cánh cửa nào. 2, 3. Chen 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 chen. Đấy, mọi người thấy không, khi mà mình có mở hết những cái cánh cửa như thế này ra thì có mà ba mẹ con đứng vô đây cũng vẫn cảm thấy rộng. Vô đây, vô đây, vô đây. Đấy, không bị vướng víu tay chân lẫn nhau đúng không? Mọi người thấy này, bây giờ mình sẽ kéo mấy cái ngăn kéo này ra nha. Con đứng ở bên đây cho các cô thấy chứ không mình sẽ che mất. Đây, trời ơi, mọi người thấy không? Ngoài những cái món ăn vặt của các con thì còn có cả những đồ ăn rất là hữu ích và tốt cho sức khỏe của mẹ và gia đình nữa. Như mọi người thấy khi mà mình kéo hết ra thì cái khay nó cũng rất là rộng và mình đẩy vô cũng rất là nhẹ nhàng, đúng không? Và mình không có tình trạng là bị khom lưng quá nhiều đâu. Bởi thực sự là kể cả mình có khom lưng xuống thì cái động tác mà khi mà cái ray nó trượt ra nó cũng rất là nhẹ. Đấy, đúng không? Rồi mình đóng vô cũng rất là nhẹ thôi. Lâm An thích cái tủ này lắm. Bây giờ các con muốn lấy món gì nè? Con lấy đi, con chọn đi, chọn nhanh nào. Ồ, hai chị em cùng chọn một món à? Cái này con thích ăn thịt bò. À, ok, đấy là snack thịt bò rồi. Rồi, ok, bây giờ hai chị em ăn một gói nhá. Còn bây giờ mẹ sẽ chia sẻ với các cô tiếp về cái tủ này. Đây là một chiếc tủ có diện tích là 500mm, là bao nhiêu cm nhỉ Lâm nhỉ? 50cm, đúng rồi. Để mà mình có thể đựng tất cả mọi thứ trên đời. Ngăn dưới thì của anh để các loại mì gói này, bún khô này, nui, rồi spaghetti dành cho các con, rồi kể cả những loại miến. Và là những thức ăn rất là nhẹ nhàng cho cơ thể, các loại hạt nữa. Và quan trọng là khi mà Quỳnh Anh mở thì Quỳnh cũng cảm thấy, như mọi người thử nghe nhá, con đừng yên nào, con đừng yên nào, mọi người thử nghe này, Quỳnh đẩy vô không hề có tiếng ồn, khiến cho cái việc mà mình có hoạt động gì trong nhà thì cũng sẽ không gây ra cái tiếng động mạnh ảnh hưởng đến giấc ngủ của em Zoe. Sau chiếc tủ khô thần thánh thì mình phải nhắc đến những cái công năng kế tiếp khi mà mình sử dụng cho chiếc bếp của mình. Riêng về khu vực mà nấu nướng thì chắc chắn là chị em phụ nữ nào cũng hiểu một điều rằng là để mà nấu cho tiện lợi thì bắt buộc tất cả những cái ngăn kéo của chúng ta, tất cả những đồ dùng gì để mà đựng trong đấy nó cũng phải phục vụ cho cái nhu cầu nấu nướng tất bật và kịp thời của các chị em. Bởi vì khi mình đang nấu, mình cần một chiếc đũa hay mình cần một cái muỗng thì cũng rất là tiện lợi khi mình chỉ cần kéo ra thôi, và kéo rất là nhẹ nhàng thôi là cũng đã có thể lấy được rồi. Cộng với như cái ngăn kéo này thì anh thường thường anh sẽ dành cho cái việc mà để những cái chiếc chảo nhỏ đó, ví dụ đây, để vô đây cũng rất là gọn gàng, mà cái độ khom người nó cũng không có bị quá thấp. Chắc chắn là cái công của cái việc có cái sự giúp đỡ của cái ray, của cái bản lề của lung nó cũng giúp rất là nhiều. Bởi vì chỉ cần nhẹ nhàng như thế mình đẩy vô thì mình sẽ không phải khom người quá nhiều, sẽ giúp bảo vệ được cái cột sống của mình. Và ngay cả khi mà cái động tác, thao tác nó nhẹ nhàng như thế này thì cũng tránh được cái việc là nếu mà các con nhà mình mà nó có nghịch, có chơi ở gần đây á thì nó cũng sẽ không bị những cái động tác đóng tủ một cách gắt một cái thì nó sẽ kẹt tay của các con, rất là nguy hiểm. Nó chỉ từ từ như vậy này, đấy, khiến cho các con có thể kịp thời lấy tay ra để tránh cái việc kẹt tay của các con ha. Còn đây là cái ngăn kéo và đựng những cái đồ gia vị nêm nếm. Đó, trong đây thì cũng là tủ đồ khô, nấm hương các thứ. Rồi, còn ở đây là chiếc tủ để mà đựng những cái nồi niêu, son chảo, mà mình khép vô cũng rất là nhẹ nhàng, hoàn toàn không gây tiếng ồn vì cái công nghệ giảm chấn cực kỳ tốt của Plum.
rất là nhiều những cái vật dụng để phục vụ cho cái việc nấu nướng của gia đình mình. Tại sao mà Quý Anh làm cái bồn rửa tay, vừa là một cái bồn rửa tay hoặc là mình có thể dùng riêng để rửa rau, hoặc là mình cũng có thể dùng để mình rửa ly để tách biệt ra, bởi vì nhiều khi ở bên phía kia là một chiếc bồn rửa bát mà phục vụ cho một hai người, nhưng mà bên đây cũng sẽ có thêm một chiếc bồn nữa để phục vụ thêm cho cái số đông khi mà mình đến chơi nhà, mình cũng có thể có không gian để mình không có bị phải chờ đợi nhau ấy. Cái việc đấy thì thực sự là của anh cũng rút kinh nghiệm từ những cái ngôi nhà trước, và cũng phải nói rằng là ở ngôi nhà này mình có không gian để mình có thể làm việc đấy, và tất cả cái nguồn nước của mọi nhà của anh sử dụng đều được lọc qua chiếc máy lọc nước để mà đảm bảo được cái việc vệ sinh với cái nguồn nước cho trẻ nhỏ, cũng như là thường thường thì mình sẽ sử dụng cái máy lọc nước để mà mình uống những cái loại nước mà có cái độ kiềm để tốt cho sức khỏe. Ở đây thì những cái máy cơ bản của anh không có dùng máy nướng, bởi thực sự là cái máy nướng nó khiến cho mình cảm thấy mỗi một lần mà phải nướng cái gì mà nhiều một chút hay là phải vệ sinh thì nó tương đối là mất công. Có thể là do mình cũng hơi lười cho nên là mình cứ sử dụng một cái chiếc máy nướng mà nhỏ xinh xinh như vậy. Như chiếc máy này mình quên cũng có thể nướng một con gà nhỏ nữa. Rồi cũng có rất là nhiều những cái chế độ dành cho nướng cánh gà, rồi bít tết hay là khoai tây hay là bánh mì đều bằng cái chiếc lò nướng này cả. Rồi lò V3 thì là một cái chiếc máy mà không thể nào mà thiếu trong các gia đình được, đúng không ạ? Rồi đến đây, ngay cả cái chiếc tủ giày bự như thế này, nhìn từ xa có thể mọi người nghĩ rằng là đây là một cái chiếc tủ đựng đồ ăn hay cái gì đó, đúng không? Nhưng mà nó là một chiếc tủ giày. Và thực ra thì Quang còn phải để cả giày của mình ở bên trong cái phòng để đồ nữa, bởi vì thường thường là những cái đôi giày mà đi diễn của mình thì rất là nhiều, và cái nhu cầu để một chiếc tủ này thôi thì chắc chắn là sẽ không được đủ. Đến tủ của em bé trong nhà này, hay là tủ quần áo, hộc quần áo thì đều tất tần tật dài của Plum, bởi vì thực sự nó không chỉ là cái câu chuyện mà sẽ phục vụ cho cái việc sử dụng của mình với công nghệ giảm chấn nó êm ái nhẹ nhàng, giảm tiếng ồn, mà nó còn khiến cho mình tiết kiệm rất là nhiều về cái sự lâu dài về kinh tế. Bởi vì khi mà mình xài những cái loại ray trước đây á, thường thường sau khoảng độ mấy tháng đến một năm, nó vừa thiếu đi cái sự êm ái mà mình lại còn phải thay một chiếc ray khác, nó quá là mất công đi. Thì bây giờ khi mà mình xài ray Plum á, thì gần như là 3 năm Quỳnh cũng chưa phải đụng tới cái việc là phải thay đổi một cái gì ở trong ngôi nhà của mình. Cho nên là Quỳnh cảm thấy đấy là một cái câu chuyện về bài toán kinh tế rất là hợp lý. Còn ở đây nhìn xa xa em này thì tương đối giống là hoa ly, đúng không? Còn đây là cái cảnh mà tiết mai Nhật Bản. Nhân dịp là sắp Tết đến nơi rồi, của anh cũng muốn trong nhà mình bắt đầu có một cái chút không khí hoa mai trắng như thế này, để có một chút gì đấy là không khí Tết tràn về. Ở đây cửa sổ có hai cái cô này, là hai cái cô siêu quậy của nhà tôi. Ôi dồi ôi, đây là chiếc xe scooter mà Tuệ An thích vô cùng, bởi vì suốt ngày lấy xe chạy khắp nhà. Chị hai đánh đàn rất là hay luôn đó. Rồi. Còn một cục thôi. Thế hả? Chị hai đánh đàn hay kìa, mình nghe chị hai đánh kìa. So as long as I live, I love you. Buồn ngủ không? Em có vẻ buồn ngủ rồi đây này. Em nhìn thấy hoa lạ quá à?
Con đừng ngắt hoa của mẹ nhá. Thích nhặt hoa đúng là con gái rồi. Đúng là con gái rồi. Em buồn ngủ không? Thôi cho em đi ngủ nhá. Bây giờ mẹ cho em đi ngủ nha. Hẹn gặp lại các cô chú trong cái vlog sau của gia đình Lâm An Dơ Y nhá.